nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, nam mô a di đà phật à, hôm nay à, à, những đức học tập công đoạn à, vì sao cảm ơn phật à, có người nói câu rằng à, ông đang sống ở cõi đời này à, không chịu lo cảm ơn cõi đời này mà ông cảm ơn phật quý vị nghe câu này nè vì sao cảm ơn phật vì chữ phật là chữ giác ngộ nếu như bạn không giác ngộ thì bạn không có cửa gì cảm ơn chúng sanh hết một trăm phần trăm luôn bạn hãy tự hỏi lại lương tâm bạn đi làm sao bạn cảm ơn chúng sanh làm sao bạn thương con người cha mẹ bạn có khi bạn còn không thương kìa anh chị em mà còn giành giật của cải nhau kìa. Okay. Nên vì sao cảm ơn Phật? Vì chữ Phật là chữ giác ngộ. Giác ngộ rồi mới thương chúng sanh. 100% luôn chính bản thân nhận đức này. Ngày xưa những đức có, có có cảm ơn chúng sanh gì, làm gì tôi cảm ơn ông? Tôi làm thuê làm mướn cho ông, tôi làm cực quá trời luôn sao ông trả tiền lương cho tôi. Có khi ông còn chặt bớt nữa. Vậy làm gì cảm ơn ông? Mê hoặc điên đảo làm gì cảm ơn ông Nên cảm ơn Phật là giác ngộ Mình mới cảm ơn chúng sanh Bây giờ quý vị coi Cũng như mỗi ngày những đức khuyên vị niệm Phật Khuyên vị cảm ơn Phật Tin Phật Có nhiều người nói Ủa Sống ở cuộc đời này mà tại sao lại đi Cảm ơn ông Phật ở đâu Ở đâu xa không à Tôi nhờ cảm ơn Phật đó Nên tôi mới nuôi bao nhiêu người già rồi tôi dạy bao nhiêu trẻ em thứ bảy Rồi tổ chức chương trình khiếm thị Bao nhiêu ngàn người mù Rồi tôi làm bao nhiêu cái việc Cho chúng sanh Chứ nếu như ông kêu tôi mà cảm ơn chúng sanh Tôi khỏi cảm ơn chúng sanh luôn Tại vì sao Mê hoặc điên đảo lấy đâu cảm ơn chúng sanh Thì vậy coi nhiều con người chúng ta không niệm Phật Không biết tu Đối với cha mẹ ruột của mình mà mình còn không nuôi Nuôi thì cũng nuôi cho qua ngày đoạn tháng đối với anh chị em thì dành việc của cải đấu đá với nhau nên có những người nguyên lý vì văn tự nói giống như là hợp tình hợp lý nhưng cái làm thì hoàn toàn khác quý vị nên nhớ nên những đức khuyên quý vị nên cảm ơn phật phật là giác ngộ chữ giác ngộ rồi mình mới mở tâm lượng với tất cả chúng sanh vì sao cảm ơn thầy vì thầy cũng dạy con con đường giác ngộ thầy cũng dạy con con đường giải thoát nên con con cảm ơn thầy từ cái nguyên lý thầy dạy con con đường giải thoát nên con cảm ơn thầy giải là hiểu được vô thường thoát là không buồn khổ thầy dạy con hiểu vô thường không buồn khổ nên con cảm ơn thầy là vì nhờ thầy dạy con điều đó nên con làm vì sao cảm ơn chúng sanh vì chúng sanh có thiện có ác nên dạy cho mình mặt thiện và dạy cho mình mặt ác để nhìn nhận mặt ác họ làm mình coi của mình có ác hay không mình sửa mặt thiện họ làm mình coi của mình có thiện hay không để mình học đó cái nguyên lý bắt nguồn từ cảm ơn phật phật là đỉnh cao nhất nên đó là đại giác ngộ của cuộc đời nên cảm ơn phật phật là giác ngộ nên cảm ơn phật rất là đúng nên nhiều người không hiểu nói rằng ô mấy ông này tối ngày ăn không ngồi rồi tụng kinh niệm phật không làm được việc gì, gì ý nghĩa gì vì đời có những người không tụng kinh niệm phật làm ý nghĩa gì những đức nói tất cả các việc quý vị làm ý nghĩa đó là gì quy về một gia đình quý vị vì sao ông thầy tụng kinh niệm Phật mà cái phước ông lớn như vậy Người ta đến người ta dưng người ta cúng nhiều Là vì sao Vì một hồi kinh một câu Phật hiệu ổng bao nhiêu con người nghe Là đều gieo được cái duyên làm Phật Cái duyên giác ngộ Còn quý vị làm bao việc lớn lao là gom về Để lo cho một người vợ một đứa con trong nhà Tất cả người thế gian Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ lại coi Đúng không Có những người làm việc lớn lao vô cùng mà nhà mình một người vợ một đứa con hai đứa con Quý vị làm bao nhiêu chuyện luôn giàu bao nhiêu cũng không biết đủ luôn mà điều quy của cải gì cho người thân mình có khi giàu gì mà chưa chắc cái vị nghĩ tới người ta nên từ nơi đó mà bản thân của nhiều người chúng ta không hiểu được cái nguyên lý vì sao mình tụng kinh niệm phật tụng kinh niệm phật để làm gì để giác ngộ cái tâm mình mình thương mình mình biết thương người mình biết thương người thân mình mình biết thương chúng sanh Bây giờ thí dụ như một ông chủ nghe Phật Pháp Bây giờ ông muốn sự nghiệp ông được vững mạnh thì làm sao Thì bây giờ người ta làm công cho ông Ông coi theo cái sức lực bỏ ra của người ta Ông trả lương làm sao cho phù hợp Để bản thân ông kiếm được nhiều một chút Người ta cũng kiếm được một chút Để chúng ta cùng kiếm, để cùng sống Vậy thì tồn tại mãi mãi Sự nghiệp nó vững bền Còn cái này ông bóc lột sức lao động của người ta Ông coi người ta như cỏ rác Người ta làm cho ông cực khổ Ông không nghĩ đang ở đến người ta Ông chỉ biết người thân ông vợ ông con ông Và những người ông có thể lợi dụng được thôi Nên cần tụng kinh niệm Phật để làm gì Để giác ngộ cái tâm của mình Hiểu không Để giác ngộ cái tâm của mình á Tại vì lời kinh tiếng kệ niệm Phật Nghe Pháp Là lời của Phật dạy để giác ngộ cái tâm mỗi người mình nè Nên tự nhiên con người mình sẽ tốt Quý vị công nhận rằng Từ khi quý vị nghe Pháp niệm Phật tụng kinh Quý vị sẽ là tốt không Tốt rõ ràng luôn Chính bản thân những đức là một thanh niên hư ngoài đời Không làm ra trò chống gì nếu sống ngoài đời là một con người sống một một đời không có ý nghĩa, cha mẹ cho cái thân này không có ý nghĩa gì cả, vì một đời toàn là làm điều bậy hư hỏng không. Nhưng mà từ khi những đức niệm Phật tới bây giờ, Như đức này làm bao nhiêu việc cho chúng sanh. Quý vị coi như chùa mình bây giờ, người già đông như vậy, bao nhiêu người già, đa dạng hoàn cảnh. Người thì muốn vô chùa, người thì có cảnh này cảnh kia cảnh nọ, khổ này, khổ kia khổ nọ mà được đi vào chùa. Mà một con người này năm xưa là một con người cá nhân mình lo không xong. Vậy mà từ khi gặp Phật Pháp niệm Phật tới bây giờ Lại lo bao nhiêu con người Vì có ý nghĩa không Quá ý nghĩa không Nó Quá ý nghĩa luôn Nên cảm ơn Phật là gì cảm ơn sự giác ngộ Mình học Phật nên mình phát cái tâm giác ngộ Mình mới làm việc cho chúng sanh Nên cái cảm ơn Phật là cái đầu não chính là nguồn gốc Để rồi thương tất cả chúng sanh Hiểu chưa Chứ không phải rằng là người tu hành mà Mà nói là ăn không ngồi rồi mỗi ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật Không làm cái trò chống gì Quý vị biết rằng từ xưa tới giờ đất nước có những người xuất gia người ta làm quốc sư luôn Vì nó không đơn giản đâu Có những người người ta ẩn cư ẩn sĩ mà nhiều người Ngày xưa nhiều bậc trí giả đi tìm kiếm người ta Để hỏi về việc quốc gia Tại vì sao? Vì cái trí người ta sát Đó Nên mỗi người mình nghe gì quý vị coi mỗi cương vị cần mở tâm lượng không? Quý vị muốn thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời thì phải mở tâm lượng ra Mà muốn mở tâm lượng ra là phải từ Phật Pháp mới mở tâm lượng được Vì coi có nhiều người Họ bây giờ họ cái phước đời này của họ là cũng nhờ tu hành mà có phước giàu sang Nhưng quý vị coi họ không mở tâm lượng ra Họ chỉ biết vợ con họ gia đình họ thôi Họ không cần biết ai nhiều Thì người ta làm công cho họ họ trả tiền lương Nhưng mà có khi còn cắt xét Đó là không biết mở tâm lượng Nên sự nghiệp của họ chưa được bao lâu thì sạc nghiệp Nên quý vị học Phật niệm Phật Cảm ơn Phật là vì sao? Vì giác ngộ Cảm ơn Phật đã dạy mình giác ngộ cái tâm không? Chính bản thân nhà Đức cảm ơn Phật Cảm ơn Thầy là vì sao? Vì Phật là sự giác ngộ Thầy dạy mình cái giác ngộ này Thầy Phật đã nhập Niết Bàn Nên Thầy ông giảng Pháp Ông dạy mình nên mình nghe mình mới giác ngộ Nên mình đi theo con đường đó là trả ơn Báo ơn Quý vị công nhận rằng những gì quý vị làm thiện Quý vị mong có người kế thừa để làm tiếp tục không Kế thừa là quý vị mừng Đã có người nói tiếp Họ là người cảm ơn thật sự Vì họ kế thừa Nên Phật Pháp từng đời được còn tồn tại Còn thịnh là vì sao Vì có người kế thừa Kế thừa chỉ dạy người ta mở tâm lượng ra Người xuất gia cũng mở tâm lượng Người cư sĩ cũng mở tâm lượng Mỗi một con người đều mở tâm lượng Ai cũng nên mở tâm lượng Tâm lượng lớn phước báo lớn Tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ Đóng lại cái tâm lượng thì hoàn toàn bế tắc nên con người sống trong cuộc đời cần học Phật là vì sao Vì đó là mở tâm lượng Con người mở tâm lượng rộng lớn rồi ít khổ Thường vui Còn một con người tâm lượng hẹp hòi là thường phiền não Thường ích kỷ nhỏ mọn thì thường khổ Mà cái nhân đã như vậy Cái quả cuối đời vì sao mà tốt Cái sự tái sinh vì sao tốt Nên cảm ơn Phật là nguồn gốc Là trí tuệ Là giác ngộ Nên cảm ơn Phật rất là đúng Bản thân những đức học Phật mới mở được tâm lượng này Ai dạy những đức mà hôm nay làm việc này Có người thấy gian dạy không có được Chỉ có Phật Pháp Rồi gặp ông thầy ông nói Phật Pháp Mới dẫn dắt mình Rồi mình mới tiếp nhận Phật Pháp Rồi lúc đó mình mới có thể làm được những việc Lợi ích cho chúng sanh gì Nên cái việc cảm ơn Phật là việc cực kỳ quan trọng Đó là nguồn gốc Nguồn gốc vô cùng quan trọng luôn Mà xuyên qua người giảng Pháp Chỉ dạy mình Để cho mình hiểu được cái nguyên lý Rồi mình hành trì rồi mình được kết quả đó nên cái chuyện cảm ơn phật rất là thù thắng phật là sự giác ngộ nên á mình nghe những bài chia sẻ này nè cái góc độ nhận thức mình nó còn mở rộng ra thêm có những người thí dụ như người ta làm ăn cực khổ người ta có được sự nghiệp người ta có đạt được chút sự nghiệp đi bắt đầu có khi cái góc độ nhìn cặp mắt của người ta nhìn người ta nói ồ mấy ông này tối ngại cứ vậy không chơi ngoài ra không lo làm ăn cái gì người ta lam lũ làm muốn chết cực khổ còn mấy ổng thì tối ngày cứ nói gì khóc ăn không ngồi rồi đúng rồi quý vị làm muốn chết là đúng rồi vì quý vị không nghe được phật pháp quý vị làm muốn chết luôn mà tâm trạng bị phiền não nên quý vị lợ người ta giảng pháp quý vị nghe nên phải quý vị phải cúng dường đúng rồi đó có nhiều người người ta cũng có tiền giàu sang mà người ta lại bị phiền não nhờ người ta nghe pháp mà người ta cởi mở tâm tư nên sanh tâm cảm ơn nên mới cúng dường tam bảo còn có nhiều người cứng nhắc luôn khổ te tua mà đóng cái tâm lại chỉ biết chết mà không biết mở cái tâm ra để học thì nhà Phật nói là nhất xiển đề thiếu thiện căn có khi mình có tiền bạc có địa vị nhưng mình vẫn khổ tại sao mình không mở tâm ra ở đây bao nhiêu con người sống đông thiệt là đông Chùa chúng ta ba bốn điểm chùa bây giờ hiện tại Dịp hè này là sống mỗi ngày 1.800 người Người nào đa phần sống cũng vui Phần nhiều đều là vui Gặp nhau chào nhau Ai với Đạo Phật hoặc Nam Mô với Đạo Phật Chắp tay chào nhau ai cũng nở nụ cười Lễ lọc Chủ Nhật thứ bảy ao 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 ta gì Còn bây giờ mình ngoài đời mình có giàu cỡ nào giàu Có khi nào mà mình rủ người ta về ào 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 Mình cho người ta ăn không không Mình làm cái gì cũng là danh tiếng của mình Hoặc là muốn phô trương thanh thế của mình Mới làm Chứ làm gì cái chuyện mà quý vị mở tâm lượng ra Mà rủ bao nhiêu con người về Giúp cho người ta vui vẻ cỡ mở tâm tư Cho ăn uống đàng hoàng Không suy nghĩ về vật chất Chỉ có đạo Phật Chỉ có Phật Pháp mới dạy con người ta Phát được cái tâm đó Nên cảm ơn Phật là việc vô cùng thù thắng Cảm ơn Phật được thì mới cảm ơn Thầy Nhớ Vì Phật là giác ngộ Giác ngộ rồi mới cảm ơn Thầy Rồi cảm ơn Thầy rồi Giác ngộ rồi mới cảm ơn chúng sanh Rồi Lúc đó mới lo cho đất nước, cho xã hội tốt đẹp Cảm ơn đất nước Con người phải phát sinh từ cái tâm biết ơn, quý vị à Nếu không vạch rõ cái tâm biết ơn ra, đối vị biết ơn Toàn là sống sòng thoảng và cảm ơn gì Quý vị coi đạo phật mới dạy con người ta họ đấu đá hơn thua với mình mình dặn tha thứ không buồn trách còn quý vị coi thế gian người ta đụng mình mình đụng lại người ta bục mình mình bục lại người ta xử mình mình xử lại cảm ơn cái gì bây giờ làm còng lưng thì họ phát tiền cảm ơn gì đúng không chỉ có đạo phật mới dạy được sự cảm ơn đó nên cảm ơn phật là cảm ơn sự giác ngộ nên bạn học văn tự hiểu biết văn tự biết này biết kia nên cỡ mở cái tâm ra Chứ không phải là ăn không ngồi rồi không làm gì đâu bạn Thí dụ những buổi giảng nhân đức một ngày cỡ mở bao nhiêu tâm tư con người Bao nhiêu con người khổ đau trong cuộc đời này họ nghe họ cỡ mở Vì con ngày Chủ Nhật đông như vậy Người ta không lợi ích nó lợi đông làm gì Nên như đức khuyên Phật tử rủ người ta về để cỡ mở tâm tư Học Phật là học cái gì? Học vui vẻ Học Phật là học cái gì? Học tự tại Học Phật là học cái gì? Học an lạc, quan hỷ Học Phật là học cái gì? Không buồn giận ai để trong tâm Học Phật là học cái gì? Cuộc đời mình thăng hoa giải thoát Nhớ thăng hoa giải thoát Học Phật là học thăng hoa giải thoát Giải là hiểu vô thường Thoát là không phiền não Bạn cần học không? Người ta đến chùa người ta vui vẻ quan hỷ vô cùng Nên ai người ta cũng thích đến Chỉ có những người không nhìn ra thôi Bạn không đủ thiện duyên đó Bạn không đủ thiện duyên đó Bạn đóng cái tâm bạn lại học Phật nó mới nghĩ gì người mà quên mình. Còn nếu không cái gì bạn cũng khôn hết. Bạn nghĩ gì bạn không? <laughs> đúng. Cuối cùng lại là dạy. Cái gì bạn cũng nghĩ về bạn không à? trở thành là dạy. Còn học Phật thì mình nghĩ gì người ta? Có khi hy sinh mình. Người ta nói đúng là nó ngu nhưng mà mình lại cực kỳ khôn. Tại vì sao? Vì cuộc đời ai tồn tại đâu? Mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho mình. Trong Phật pháp vô cùng có cái lý đặc biệt ghê Đúng là quá trí tuệ Cái cõi đời này Có ai sống hoài đâu mà giữ được Đúng không Có ai giữ sống hoài đâu mà giữ Nên chúng ta có thể tha thứ cho người gì Mình nghĩ sớm muộn mình cũng chết một lần Nếu mình nặng nề phiền não với họ Mình khổ cho làm gì Nên mình mới tha thứ được Đúng là giải thoát đúng chứ Còn nếu không thế gian là buồn ai bực ai Hoặc mình lo cho ai nhiệt tình mà ai chỉ cần Nói một lời làm chạm tự ái mình là mình săn hẳn bực bội tức tối khi giận nhau cả đời không nói chuyện với nhau còn trong nhà phật lại dạy mình cỡ mở tâm tư ra đừng nên buồn giận buồn giận người khổ mình nó bạn suy nghĩ đi hay không đạo phật dạy mình á tha thứ cho người gì mình mình khôn không tha thứ cho người thì mình khổ đó nên có nhiều người thí dụ như bên cạnh những đức hay làm việc này kia những đức nói anh chị rất là khôn nhưng khôn quá thành dạy ngay chỗ nào cái gì cũng sợ tổn mình trở thành ích kỷ nho mòn cái gì cũng sợ tổn mình ích kỷ nho mòn cái gì cũng sợ mình bị, 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 bị ảnh hưởng ích kỷ nho mòn bạn cái gì cũng lo sợ gì bạn không à bạn khôn cái này khôn cái kia sợ người ta la bạn bạn cũng nghĩ gì bạn nữa bạn nhiệt tình gì người ta để người ta la bạn cái coi cái tâm bạn sao bạn là người học phật mà thử coi cái tâm bạn có nhẵn được không Phật dạy nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẫn lớn thành tụ lớn. Nhẫn cái gì? Vì coi tất cả sự thành tụ của con người trong cuộc đời từ xưa tới nay đều là từ chữ nhẫn mà ra. Học nghề không nhẫn sao thành nghề? Học đạo không nhẫn sao thành Phật? Làm việc muốn thành đạt cũng phải nhẫn. Gầy la chửi mắt mà không nhẫn sao có cơ hội thành công? Nên chữ nhẫn là trí tuệ đó quý vị. Chữ nhẫn là trí tuệ đó. Nên chân thật phát tâm cảm ơn Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Niệm Phật để nhắc mình giác ngộ Niệm Phật để phát tâm lượng của mình rộng ra Tâm lượng rộng lớn ra Niệm Phật tâm lượng mở rộng 100% Chính bản thân những đức niệm Phật mở rộng tâm lượng này. Những đức hỏi vì không mở rộng tâm lượng Rồi Sao tổ chức lễ dưới quân âm cho quý vị 4 ngày Quý vị nói tổ chức 4 ngày đơn giản lắm hả 4 ngày giảng 16 buổi thuyết pháp Lại 2 ngàn lại Bồ Tát Quán Thế Âm Quý vị thấy trong cái cuộc đời này Mấy người làm vì sao những đức là Chỉ có đúng một nguyên lý gì? Nguyên lý gì? Là còn sức khỏe làm được trong cuộc đời này. Biết sử dụng cái thăng giả tạm này. Biết sử dụng cái thân giả tạm này. Nếu thân giả tạm này mà không sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Thì phí phạm một đời. Một ngày nào nó cũng ra bả. Hoặc là thiêu đốt thì còn một nắm cho tàn. Tại sao bạn bây giờ không dùng cái thân giả này. Để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi cũng vì nghĩ như vậy mà tôi làm tới cùng luôn Làm bao nhiêu việc trong cuộc đời này Nên tôi mới nói rằng Cổ thiên trả địa Bạn khi hiểu được thì mở rộng tâm lượng Bạn mới có thể biết phục vụ chúng sanh Biết bố thí cúng dường Vì sao? Vì bạn lấy cái giả đổi thành cái thật Thành thiện căn công đức Nếu bạn không hiểu nguyên lý này Cả đời bạn đến thế gian này đa phần đi tạo nghiệp Rồi khi một hơi thở thở ra không hít vào Không có cái gì bạn cầm theo được cả nên như Đức thường khuyên tất cả những, người, những người trưởng đò Nhiệt tình hết mình dẫn người ta đi tu Diếu âm 4 ngày nhiệt tình dẫn người ta đi tu Du lan 3 ngày nghỉ lễ Tổ chức du lan tháng 7 dẫn người ta đi tu Nhiệt tình cực lực hết mình dẫn người ta đi tu Phát động chương trình Giới thiệu chương trình lên để cho người ta đi tu Chúng ta đâu có cầu tiền bạc đâu Giúp cho người ta tu hành mà Hiểu được rồi, giác ngộ rồi, cảm ơn Phật rồi Cảm ơn Thầy, cảm ơn chúng sanh rồi Nhiệt tình hết mình làm luôn Cảm ơn đất nước, mong cho con người ai cũng được tiếp nhận giáo dục quý vị coi đất nước chúng ta nếu có người được tiếp nhận giáo dục thì vợ chồng hạnh phúc con hiếu thảo với cha mẹ thì đất nước cường thịnh chứ làm sao đúng không mà nền giáo dục trong nhà phật là dạy con người ta hiếu với cha mẹ đức phật nói rõ ràng đạo phật là đạo hiếu tâm phật là tâm hiếu đúng không nên xác thực rõ ràng luôn đó nên cái tâm cảm ơn phật nó có một cái dụng ý rộng vô cùng để bao trùm nhân sinh còn cái tâm của bạn nói về cái câu cảm ơn chúng sanh Bạn cảm ơn nổi không Nó mỗi ngày nó chửi mắng Nó đấu đá với bạn Bạn cảm ơn nổi không Nếu không có chữ giác ngộ Bạn lấy gì cảm bạn cảm ơn Bây giờ đối với chuyện vợ chồng thôi Người vợ này không nghe vọc khác làm sao Cảm ơn chồng được Làm sao nhịn chồng nổi Có nhiều bà chồng nói vài câu là búp lại liền nó Vợ chồng quýnh lộn Âm um, âm um, âm um. Từ khi đi về chùa Tự nhiên có một người nhìn Nhìn được là gì sao Vì nhãn Là nhờ nghe giáo dục hiểu nhân quả mới nhìn đó chứ ai mà nhìn ai thôi ai mà chịu nhìn ai quý vị nó cảm ơn chúng sanh mà nó hay lắm không có cửa đó đâu nếu mà không từ phật pháp ra không nhìn nhận cái chuyện giải thoát mà cảm ơn chúng sanh không có vụ đó đâu nó thẳng tay xả xả lát chứ đừng có nói mà mình mình nói mình nhìn chúng sanh cảm ơn chúng sanh không có cái, cái chuyện đó đâu chính bản thân những đức là 29 tuổi mới đi tu nè mà phát cái tâm này là do từ niệm Phật mà ra Rồi giết mình mới thấy cảm ơn Phật Mà nhờ người giảng thuyết nên cảm ơn Thầy Rồi nhờ chúng sanh Chung tay với mình nên cảm ơn chúng sanh Nhờ đất nước hỗ trợ cho mình Bình yên nên cảm ơn đất nước Nên mình cực lực nhiệt tình hết mình Làm việc cho tất cả mọi người Thí dụ như bây giờ chùa mình bao nhiêu người già ở Chúng ta phải là chúng ta Cùng chung tay với đất nước mình không Rồi bao nhiêu người mù lâu lâu như Đức tổ chức Người ta về chùa cũng vui Người ta cũng vui vẻ Nên đó cũng là cảm ơn đất nước chúng ta Thương yêu chúng sinh, thương yêu con người Cảm ơn Phật, cảm ơn Thầy Nó nằm trong vị trí đó hết quý vị Rồi bao nhiêu trẻ em đi về chùa mình Dịp hè này hai bên chùa Cũng gần 600 em Đi ra đi vô chắc hơn 1 ngàn Nó đến chùa Rồi sắp xếp cho quý Thầy sắp xếp thương yêu Lo lắng dạy dỗ các cháu Nó cảm ơn đó Cảm ơn đất nước mình, gây dựng mầm non cho đất nước mình sau này đất nước chúng ta sẽ có những nhân tài nhiệt tình hết mình chăng thật đúng đắn để mà phục vụ nước nhà quý vị coi đó từ cảm ơn phật mà từ chữ giác ngộ của phật mà chảy dài rộng ra đó còn nếu không quý vị không học phật không tìm hiểu phật pháp không nhận thức được giáo lý của phật quý vị dù ông chủ giàu đi chăng nữa cũng vì con vợ mình hoặc vì chồng vì con mình đúng không quý vị có làm những việc này không đâu có làm đâu giỏi lắm thì người ta làm công cho mình mình trả tiền lương cho người ta thôi chứ mình đâu có nghĩ ra những chuyện sâu xa rộng rãi về nền giáo dục nên cái tư tưởng giáo dục của phật đà là vô cùng rộng con người phải cần tiếp nhận giáo dục khi tiếp nhận được giáo dục rồi con người mới mở rộng tâm lượng con người mới tốt được quý vị nên cảm ơn phật phật là chữ giác ngộ quý vị nhớ. nên đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm phật siêng năng niệm phật nhớ nghe nên cần học phật không cần chứ đó nghe rồi đi cỡ mở tâm tư ra tinh tấn niệm Phật tín nguyện cầu sanh cực lạc về cực lạc luôn luôn có niềm vui sống luôn luôn tốt đẹp quý vị học Phật vừa lợi cho quý vị mà lợi cho tất cả những quan gia trái chủ hương linh thai nhi đi theo quý vị luôn cụ quyền thất tổ chưa siêu thoát cũng được lợi ích luôn nó như lễ dưới quan âm đâu lễ dưới quan âm là kỳ này chúng ta tổ chức 4 ngày 17, 18, 19, 20 ngày âm lịch Nằm ngay thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật 4 ngày và ngày cuối cùng như Đức tặng máy niệm Phật cho quý vị Chiếc máy mới làm sau này Nó. Có nghĩa là nhiệt tình hết mình vì chúng sanh luôn Tổ chức 4 ngày cho quý vị tu Tất cả chúng sanh nên về tu Phát động chương trình này lên Để nhiều người về tu quý vị Ý nghĩa quá Quá ý nghĩa Cầu an cầu siêu đều vô cùng thù thắng Nguyện tam bảo giang hộ cho tất cả chúng sanh nghe được Phật Pháp Sống những ngày tháng vui vẻ tự tài Tính nguyện niệm Phật cả đời khi cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở tây phương cực lào đi đến chỗ tốt đẹp quý vị ha. chúc quý vị an lạc nha ai dưới đầu phật ai di đầu phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để từ và chúng sanh đồng xanh về tịnh độ